Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Vâng, thật là sung sướng khi chúng ta lại có mặt trong chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Tôi được ngồi ở đây để đến với tình cảm, đến với những sắc thái của tất cả các thành viên. Hạnh phúc của những người đàn ông chân chính kiểu như Xuân Bắc đó là được gần gũi với những người đẹp. Bên trái tôi đây đó chính là một người rất quen thuộc với chương trình, diễn viên Mai Phương. Ngày hôm nay thì cũng cảm ơn anh, là bởi vì em không phải là người đẹp, em mới gần đẹp thôi. Nhưng mà ngồi kế anh thì lúc nào em cũng được lan xê lên là người đẹp hết trơn. Em đẹp lắm, em đẹp. Em xinh mà em quyến rũ, nhưng mà anh có gia đình rồi. Anh nói với em thì được, chứ anh mà nói có gia đình là anh hơi bị hối tiếc đó. Bởi vì khách mời khác ngày hôm nay cũng... Đương nhiên rồi, và một diễn viên rất xinh đẹp mà chúng tôi muốn quý vị và các bạn dành một tràng vỗ tay đặc biệt để đón chào. Đó chính là diễn viên Dương Cẩm Linh. Có lẽ là khác với lại Mai Phương là Dương Cẩm Linh thì cảm giác vừa hồi hộp và vừa bỡ ngỡ nữa, vì đây là lần đầu tiên Dương Cẩm Linh được cùng đồng hành với một cái chuyến xe buýt tình yêu này, là làm cho mình cảm giác bồi hồi lắm, vì chưa có chương trình nào mình tham gia mà mình có cảm giác là mình sẽ được chứng kiến, mình sẽ được đồng hành với những cái tình cảm thật. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, 7 thành viên đã sẵn sàng, chúng ta đã sẵn sàng nào. Xin mời. Nắng rơi trên môi em, cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó qua những buổi lao động, tình cảm nhân mã và sầu riêng càng được thắt chặt hơn. Anh chàng chuột lắt đã mạnh dạn hơn trong việc chinh phục trái tim mèo con. Trong khi cô nàng đang rất khó xử, chàng trai nào sẽ được cô tin tưởng giao trái tim mình? Na Đồng vẫn chưa tìm được đối tượng, cô đang chờ đợi những điều mới mẻ. Đam Huy thì tìm thấy ở Na Đồng có chút gì giống Su Su. Liệu rằng anh chàng có mở lòng thêm một lần nữa? Ngày sương mù đã bắt đầu phả cái hơi se lạnh, phủ lớp mờ ảo lên những bó củi được chất cẩn thận trước mỗi ngôi nhà của người Hà Nhì. Củi chủ yếu do người phụ nữ lấy về, nhà nào đóng củi càng to thì người phụ nữ của gia đình càng chịu khó. Thường cho những người phụ nữ làm lũ cả đời để giữ ngọn lửa ấm trong mỗi ngôi nhà đi qua những mùa đông dài dằng dặc. Và cũng từ căn bếp đỏ lửa ấy đã cho ra những món ăn gắn liền với phần hồn của người Hà Nhì. Trên đất của người Hà Nhì mà không tìm hiểu tinh hoa ẩm thực của họ thì quả là một thiếu sót. Hôm nay các thành viên sẽ học cách làm món ăn của đồng bào ở đây. Sao biết vậy? Bánh thảo quả và các món ăn liên quan đến củ mài luôn theo chân người dân trong những chuyến đi nương, đi rừng. Còn đậu xị là món ăn dân dã gắn liền với cuộc sống bình dị của người Hà Nhì từ bao đời nay. Đây là nó đã khô rồi đúng không? Chưa. Bây giờ nó ủ. Nên ủ lên men thôi à? Nếu mà làm từ miếng nhỏ thì phải miếng bao ra, bao nhỏ. Không hiểu sao nhân mã không sát cánh với sầu riêng như mọi hôm. Còn cô bé lại đi với anh trai Đam Ri. Có biết cái cây tỏi không? Thực ra mình có trồng, cho anh xin mấy lá đi. Anh ơi, đừng hái như vậy, hái từng lá, một cây mỗi lá. Cắt ngắt vậy hả? Dạ. Thái mỏng ra. Thái mỏng ra, xong rồi. Trôn mũi trước, thái cái này xong rồi đổ lên. Bỏ cái này vô, đào lên, cắt ra, xong rồi cái này bỏ vô sau cùng. Đúng. Có được lá tỏi, Đam Ri chỉ còn thiếu củ mài và vôi. Trong lúc chờ anh Xá. Liên cái lúc mà cứ gọi là gì ta, phối hợp với người khác để ghẹo anh. Là sao? Như hồi nãy thế này. Phối hợp á hả? Đấy, anh Đam Ri đã chọc anh rồi, sầu riêng còn chọc theo. Nó ngây thơ tới mức nó chọc theo á, chứ không phải là nó cố ý. Anh thì không muốn rồi. Rồi, cứ thế. Thì anh nói nó đi. Mắc cười mới ngồi được quá, không thích gì thì nói đi, chứ cứ im ra, biết được mà lần. Để em nói đó hả? À. Muốn em nói đúng không? À. Yêu mà nói trực tiếp khó gì hả? Cũng nói rồi, nhưng mà người thứ ba nói thêm thì sao? Tại em không muốn ở đó chứ phải, tại em không làm... Cái chuyện không muốn hay là muốn chẳng liên quan gì hết á. Em phải ở đó chứ đừng nói là không muốn. Chuyện em đúng là chuyện bình thường. Vậy anh nói thật thẳng, chị nghe.
tự ôm cái khó cái khổ của mình. Em cũng có tự ái vậy. Em đâu có đi xin tình cảm đâu đúng không? Tạm gác lại những suy nghĩ lung tung, Sâu Riêng tập trung vào món ăn của đội mình. Có vẻ như món ăn này không làm khó được đội Damri, anh chàng có sở trường về nấu nướng. Còn với đội này, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được chạm tay vào thảo quả. Trước giờ thì Chuột Lắc chưa từng làm bánh hậu quả. Chuột Lắc chỉ thấy bánh hậu quả trên TV và sách báo thôi. Nhưng hôm nay thì Chuột Lắc được làm bánh hậu quả. Bánh hậu quả làm với lại đậu phộng. Chuột Lắc cảm thấy rất là lạ. Cái mùi nó lạ đặc trưng lắm. Trong khi đó, Mèo Con và Nhân Mã đang chật vật ngửi cái mùi đặc trưng của đậu xị. Mèo Con có nhiều tâm sự hơn sau ngày hôm qua. Cô đang mâu thuẫn với chính bản thân mình, chỉ được phép yêu thêm lần nữa. Nhưng em là chả giờ có chuyện phân vân chị, là em không biết nữa, em không biết nói sao luôn anh. Tại vì cả hai anh đều tán tán hết mà, biết sao không? Không hợp đúng không? Anh thì muốn em thích anh Chuột hơn. Sao vậy? Theo con mắt làm việc tinh tế hồi đó giờ cảm nhận hay là thế, kiểu như hai người đều rất có chiều sâu, suy nghĩ trước khi nói. Còn anh Binh thì lại nói rất là có gì là bộc trực quá. Nhưng anh nghĩ rằng tình cảm không phải là sự chấp nhận đâu, mà là sự hòa hợp. Cuối cùng thì những món ăn đậm chất của Hà Nhi đã được hoàn thành. Cái này thì là tức là thức ăn quanh năm. Dạ. Có quanh năm có. Tức là người ta sấy khô rồi để ở nhà. Thì sử dụng lúc nào thì sử dụng. Cũng đặc biệt là cái truyền thống. Và cái này, cái bánh thập quả này thì là chỉ có một năm thì cũng mùa thôi. Thời điểm này thôi. Không có thắng thua trong cuộc thi nấu ăn này, chỉ có những chia sẻ thân tình, làm phong phú thêm thực đơn kiến thức, để mai này khi rời xa nơi đây, các bạn mang về xuôi một chút tấm lòng, một chút hồn của người y tí, phảng phất trong mùi hương thảo quả. Bình minh của ngày mới được đánh dấu bằng ánh nắng mai rực rỡ. Từ rất sớm, các bạn theo chân gia đình anh Thó vào rừng để chăm sóc cây thảo quả. Thảo quả vừa làm dược liệu, vừa là gia vị trong ẩm thực. Từ lâu, thảo quả được ví như nguồn vàng nâu của vùng biên ải này. Thu nhập từ thảo quả giúp đời sống của bà con đỡ vất vả hơn. Hà Nhi là dân tộc yêu rừng nhất qua không sai chút nào khi được mục sở thị cánh rừng nguyên sinh của họ. Nghe anh Thó kể lại rằng cứ vào đầu xuân mới, cả thôn lại nô nức tổ chức lễ cúng rừng hay còn gọi là gà ma gió, để thể hiện lời hứa với thần rừng, không xâm hại đến rừng thiêng. Thảo quả là cây ưa ẩm nên chỉ mọc dưới tán rừng già. Để đến được rừng thảo quả của gia đình anh Thó, phải đi bộ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đúng nghĩa là phải treo đèo, băng rừng, lội suối. Vừa đến nơi, tưởng đâu sẽ được nghỉ mệt tí xíu. Ai ngờ... Thôi, đi đốt lửa đi. Và đây là nạn nhân đầu tiên. Ông có đọc không? Anh Bin. Kiếm chỗ nào trống trống coi có kim không, cút kim nha. Nó bỏ, nó bay tùm lum kìa, đốt lửa anh đi. Có dầu. Sau khi đuổi được những vị khách không mời mà tới, mọi người mới yên tâm. Cái này thì coi như là nó lớn rồi ấy. Là được khoảng 100 năm. 100 năm, có nghĩa là mình trồng một lần, sau 5 năm thì sẽ thu hoạch. Và tiếp tục thu hoạch hoài, khi nào nó chết thôi. Mỗi năm là người ta mọc một cái con. Ở trên này là tất cả bị mất mùa. Là do thời tiết hay là... Do thời tiết, năm ngoái mưa tuyết. Có năm thì có nhiều quả, có năm thì nó không có quả nữa. Tuy thảo quả sống rất lâu, nhưng mỗi vụ thu hoạch được hay không lại trông chờ vào thời tiết. Sau mỗi vụ thu hoạch, người dân chăm sóc thảo quả bằng cách phát cỏ. Anh đam một rí. Ngồi đi, mệt quá à, không làm nữa. Không có hứng thú làm. Em bực mình lắm, em không muốn nói. Chuyện nữ hay chuyện đêm? Không có chuyện nào á. Không nói được mà. Dường như cô bé đang có tâm sự, định chia sẻ, nhưng rồi lại lái sang chuyện của Damri. Giờ anh đang mở lòng với ai á? Chưa mở lòng. Chưa hả? Mà không phải là mở lòng nhưng mà không cầm giá dài. Thì hôm trước em thấy anh cứ bày tỏ với chị Nà Đồng á, mà anh không có gì hết hả? Có anh không bày tỏ đâu.
lúc này không? Trên xe em hỏi anh. Nó vui thôi mà. Vui đâu, sao nó không nói vui, nó thích Sầu Riêng đi. Nó thích chị Nhà Đồng. Cái đó là cũng có một cái cảm giác. Anh muốn kéo Nhà Đồng vào cuộc chơi thôi. Sao? Anh nhắm mắt lại, anh nhớ về ai? Thì anh nhắm, nếu bây giờ ngồi nhắm mắt lại, nghĩ tới Su Su. Tối nào mới nhật ký á. Cái nhật ký mà giống như anh đang nói chuyện Su Su á. Dạ. Anh biết kiểu với chị gì anh đang đối thoại với Su Su. Dạ. Ngày hôm qua, cái bữa nói anh nghe em kêu nhìn Nhà Đồng chị Su giống Su Su nhá. Mai mốt mà anh chị Nhà Đồng có thích anh thì chị biết cái chuyện này chị cũng buồn cho coi. Mình đang là một cái bóng người khác. Trong khi các bạn đang miệt mài với công việc thì Bin lại không hiểu nổi anh chàng đang muốn làm gì. Ngồi chờ chán trường, Bin lại muốn làm giám sát. Nhưng xem ra làm phóng viên kiểu này có vẻ hợp với Bin hơn. Em chào anh lắc cái tuột, chuột chuột nắc. Nếu mà mình có một con gấu mình sẽ làm gì các bạn? Câu trả lời đầu tiên của bạn trả lời như thế nào? Không, mình sẽ kêu ba cô gái bỏ chạy và mình đứng mình đối đầu với con gấu. Em sẽ giải chết cho gấu nó bỏ qua em. Đúng á, em sẽ kéo Sầu Riêng đi trước. Bạn là người thật sự là trung thủy nhưng mà rất ích kỷ. Bạn nghĩ sao bạn dẫn Sầu Riêng đi bộ để năm người kia? Em biết hai người kia cũng có người thích nên là em dắt Sầu Riêng chạy trước. Thiệt rồi, anh trả lời anh nắm tay ai? Nắm tay ai chạy? Anh đối diện cái gì nó tát cái dân cây vậy? Bây giờ nói chung mình có con gấu thì mình sẽ nắm tay người mình yêu trước. Bắt mình lựa chọn thì một lát sẽ chọn một con. Tất nhiên là Sầu Riêng. Em sẽ nắm tay anh. Hả? Em cũng đam riêng. Là sao? Em muốn anh đam riêng với tay em. Sầu Riêng nói rằng chỉ có đam rì mới bảo vệ được mình. Có thật vậy không? Hay cô nàng đang giận dỗi chuyện gì? Rồi mỗi lần em nhìn thôi không nói đâu. Không, anh nói gì thôi chứ anh nhìn thấy ánh mắt của anh, em biết là anh không có thích em thật đâu. Em phát hiện ra rồi thì em đang tập đây. Em tập nó về không có ảnh đây. Có nhiều chuyện quá vậy. Ước gì giờ em bệnh một chập nặng thiệt là nặng coi ai thích em ha. Còn giờ đã tưởng chị Mèo lên chúng mấy ảnh rồi ảnh mấy như vậy. Nhiều khi mình cứ nhầm mình thích một người chứ thật ra mình đâu phải thích thật đâu. Như kỳ nhầm là em đẹp hơn anh à. Khi mà nhìn lần đầu tiên mà mình cảm thấy rung động là đó là tình yêu. Đúng không? Ngày đầu tiên là em đã thấy rung động với Nhân Mã rồi. Mà giờ thôi đi. Nãy giờ em quan sát á, em thấy cái tình cảm nó tách biệt với lại đối với cô Sầu Riêng này. Tính cách thì còn non nớt hay là còn rất là con nít. Thì với anh Đam Ri thì em thấy cổ tâm sự giống như là một người anh. Cứ cảm thấy là cái người nào mà mình chia sẻ được rồi mình tin tưởng được là mình khi mà mình khó khăn gì mình chọn cái người đó. Nhưng mà chưa chắc là cổ là yêu anh Đam Ri. Tức là chỉ giống người anh trai để tâm sự đúng thôi gì. Tin tưởng. Ôi thôi chết tôi rồi. Ở người phụ nữ cũng sẽ có những cái bao nhiêu lần tôi cứ tưởng bở. Đấy em vừa định nói xong. Cái vấn đề là Sầu Riêng 20 tuổi gần như là một cái tuổi nhỏ mà Linh có nhớ cái khoảng thời gian mà mình khoảng 20 tuổi không? Mình không có xác định rõ ràng tình cảm. Mình luôn ở cái trạng thái rất là bấp bênh. Rồi em nói luôn mà tại sao anh bắt là thất vọng là bởi vì cái lứa tuổi khoảng 40 mấy nhìn bắt là trâu già khoái gặm cỏ non. Tôi cứ tưởng là cứ thích tâm sự, muốn nói chuyện là thích rồi. Thế mà lúc nào mình cũng tự hào là có quá nhiều người thích mình. Hóa ra là toàn coi mình là anh trai. Khổ chả muốn tìm hiểu ai ấy. Hay là tại vì là anh chưa đang tìm hiểu chị nên chị cảm thấy hơi khó xử. Cũng hẳn là khó xử. Nhưng sự như bây giờ chị vẫn muốn chọn một mẫu người đó như người cũ của chị nữa không? Không, tất nhiên là không có mẫu gì hết. Chỉ là có cảm giác hay không thôi. Mãi nói chuyện mà mèo con không hề biết rằng sự hiện diện của người thứ ba. Chị không biết làm sao nữa, giống như là thì chị là lập rồi đúng không? Là tức là chị không cần một người là phải quan tâm chăm sóc mình từng ly từng tí. Thật sự cũng không có hết như vậy. Mình rẽ nổi chứ đâu phải em biết đâu nhỉ. Nhưng mà có những cái giống như là nỗi buồn hay niềm vui mình không có chia sẻ được với ai á. Giống như là người ta gọi là thiếu về tâm hồn đó, em hiểu không? Hiện tại là Mr. Bin đang hướng về một chút gì đó thôi. Mèo con mà bởi vì trong thâm tâm của Mr. Bin nghĩ là mèo con cũng đang có chút gì đó hướng về Mr. Bin. Cái cách quan tâm, cách nói chuyện mà nhiều cái cuộc hẹn bất ngờ
Mr. Bin cũng cảm thấy là rất là vui, nhưng mà Mr. Bin rất rất khó xử, bởi vì Mr. Bin và Chuột Lắc là hai người bạn rất là thân, thân đến nỗi mà cũng nhiều suy nghĩ giống nhau lắm. Thì Mr. Bin không muốn mất tình anh em này, nhưng mà Mr. Bin cũng đang rất đau đầu, nên Mr. Bin đang muốn suy nghĩ rằng làm một cách nào để trọn vẹn cho ba người. Và đây là cách làm của Bin để cho trọn vẹn cả ba người. Từ rừng thảo quà trở về, anh chàng đã hẹn ngay một người. Anh hỏi gì vậy? Lên đây, đi này, đi này. Nãy em có ra đây em đón là ai không? Cũng có. Ai? Thưa anh em đi. Nói vợ. Thì bây giờ anh cũng hẹn em ra đây thì chắc anh mong là chắc cuộc hẹn này hai mình nghiêm túc xíu, không có giỡn. Ừ. Trước tiên vô vấn đề chính, bởi vì chúng mình chưa có thời gian rất ngắn, thì anh hỏi em là thời gian qua em xem anh một người như thế nào? Như thế nào nghĩa là sao? Nếu mà so về trong hơn một tình bạn thì anh có trong cái phần đó không? Anh dựa trên những cơ sở này mà anh sẽ chọn giấc mơ đêm qua và cái lời tâm sự em như thế nào đồng? Em nói gì nào đồng? Anh nghe hết rồi. Sao em nói nào đâu mà lại nghe? Tại vì anh ngồi sát bên mà em thích một người không cần quan tâm nhiều mà chỉ quan tâm đúng lúc. Thích một người chững chạc nhưng mà cũng hay con nít khi đúng lúc. Trời ơi, em có nói vậy à? Thì cho nên anh cũng đã quyết định chắc mà đêm qua nó lạ lắm. Tự nhiên anh qua anh mơ thì không, anh nhắm mắt em ngủ cái anh thấy em với anh ở nhà. Lúc đó em đang chơi máy tính, còn anh này đang ngồi dạy đàn. Thì anh thấy có lẽ là chắc có cái gì đó, nên nói chung là nên anh sẽ quyết định. Thì lần này anh chỉ nói cái, thật sự là anh di chuyển, xoay chuyển qua em, chứ không phải là thật, anh không có phải là ép em phải tìm hiểu anh. Nhưng mà anh chỉ nói cho em biết là bắt đầu từ ngày hôm nay luôn đi, thì chắc có lẽ anh sẽ để em nhiều hơn. Bởi vì anh cũng thấy tự nhiên không á, muốn gặp em nói chuyện, là muốn gặp em đùa giỡn. Thôi không gặp cái nó buồn buồn sao, cũng vậy đó. Thì có thể là hai đứa mình chắc ở đây là cái bữa ngày dấu ấn đi, được không? Có gì bây giờ hiểu được không? Ừ, hiểu mà. Thôi hai đứa mình tự hiểu nha. Vì trong một giấc mơ đàn ông nên lòng vòng đó, mơ đó. Đàn ông thì ít mơ lắm. Mà em nghĩ là đàn ông thì ít mơ lắm, mà có mơ thì cũng mơ những chuyện mà không thể kể thôi. Không có em đâu. Nghĩ là mơ này là để chứng minh cho nghe nha, để chứng minh cho nghe. Người yêu của tôi cũng đã từng nói một câu, em là cái người anh đã nằm mơ. Đàn ông hay mơ về cái người yêu lý tưởng của mình hay sao? Không. Giống như anh này vừa chứng minh. Riêng về người yêu lý tưởng là không bao giờ mơ nha, tôi nói luôn. Đấy là cá nhân tôi nhá. Yeah. Ừ, tôi cũng giống, chắc là cũng giống bạn trai của bạn ấy. Nhiều khi trước khi gặp bạn là hay chưa biết mơ ấy. Cái gì đâu, chưa biết cái gì đâu, đến nơi mới bảo hôm qua anh vừa mơ. Nam bước lên, chân phải chân trái. Em bước. Để cho anh dậy đi. Phải quay lại, bạn lại, từ từ. Bước nè, một, hai. Nam tiến một, lùi hai. Ngon, ra tập đi. Không, tôi nói gì đó, tùy mấy người. 2, 3, 4. Cái cách bị chậm chạp quá nha, nhanh lên. Xong rồi. Sao vậy? Cái gì vậy? Thôi mình tập văn nghệ đi. Ờ. Tình bằng con cái trúng cơm rồi. Thôi mình ra đây nha. Lúc này cứ thôi, hát mình sẽ ví dụ bản riêng. Hát dễ nhất nè, bây giờ em hát bài gì? Em hát bài về ăn cơm. Em hát bài gì mà nó vui mà nó cho thiếu nhi á. Tại vì cứ nói tập văn nghệ mà không có kế hoạch gì nó gì á. Vậy vậy? Tập luyện gần 2 giờ, chẳng thu được kết quả gì. Trong khi cái dạ dày đã lên tiếng, các thành viên đã làm một buổi tiệc nhỏ với Tre. Và rồi anh Chuột ơi, giận em hả? Không nói chuyện luôn. Bà nói giận em thì thôi. Sầu riêng nãy Bin có ý gì, Bin nói thẳng đi, ở đây đi. Dùng nói với sầu riêng nói. Chứ mất công chứ còn không lúc có sầu riêng rồi, góp ý đi làm gì. Ở đây là một những đứa trẻ em hát bài Bóng Mây Qua Thềm hay sao? Thì lúc đó bác bỏ em, nhưng mà kêu em vô tập bài chung thì em nói bài chung. Ở đây không nói bác bỏ mà cái thái độ em giận. Em giận, em tỏ ra giận là giận với kiểu gì đó, con nít á. Làm cho nhiều người mất đi hết hình mất hết nó được được cái ý tưởng. Đang tập nhảy tự nhiên em xuống, em chỉ đang mẻ thôi, bỏ xuống đây ngồi. Hai cặp kia ngày ngày sau nó sẽ cũng sẽ hối hận luôn. Tại vì cái lúc mà nhảy đó là em nghĩ á, là một là cái nhảy đó là không, ngày mai không có liên quan gì tới buổi ngày mai hết. Với lại là nhảy xong rồi, anh tập nhảy khiêu vũ rồi ngày mai anh giao lưu với con nít làm sao? Bày tỏ quan điểm, nhưng cô bé lại cảm thấy áy náy, gửi vào nhật ký những dòng: sầu riêng hôm nay hư quá, các anh góp ý mà còn cãi lại nữa.
buổi tập văn nghệ thất bại lại biến thành một cuộc họp nhóm. Trước đó, vấn đề của Bình đã được Na Đồng góp ý. Trong lúc mà mình đi làm những cái hoạt động thì em thấy là anh hơi hơi lười. Nói hơi lười nhá. Khi mà mình đang tham gia hoạt động tập thể của cả nhóm ấy thì mình đừng để cái chuyện tình cảm cá nhân nó ảnh hưởng vào công việc. Hay như trong cuộc nói chuyện với mèo con, cô nàng cũng đã thẳng thắn. Những cái khác thấy cần phải thay đổi hết ta. Em cứ nói đi, nếu thay đổi được thì thay đổi. Thì ví dụ như là trong công việc chưa có được nhiệt tình nè. Thứ nhất á, anh mệt. Mệt thì ai cũng mệt, em cũng mệt. Em cũng mệt vậy. Nói chung ở nhà cũng ít làm việc đúng không? Đúng rồi, nó thật ra là 365 ngày anh làm ở trong phòng không làm gì, ba mẹ đều kêu đi tới nơi không à. Các cô gái góp ý, Bình lắng nghe. Nhưng không hiểu sao, chuột lắt chỉ mới nói. Đó thì bên cũng nói lại là giống như tham gia hành trình này giống như làm đủ sức thôi, chứ không phải là làm giống như làm trong nữa hay là gì đó. Bình đã. Bởi vì cái câu nói của bạn làm cho mình cảm thấy tức. Ở lên đây bạn bắt tôi, bạn nói cái câu, lên đây Bình làm không tốt cái điều này điều kia. Bên là Bình hiểu sai ý chuột rồi. Khi Bình tức là Bình sẽ nhớ cái câu đó, Bình sẽ nói cho một người khác. Mình vấn đề nãy giờ đó, mình buồn là tại vì á, cái hôm bữa ngày hôm qua là mình thấy là mọi người mệt quá. Cái chuyện đó Bin đã chấp nhận, Bin sai cái việc văn nghệ. Bin không biết là cái văn nghệ là tập bữa nay để ngày mai. Nãy giờ chuột có nói với Bin về cái điều đó đâu. Bin có làm cái gì mà tự nhiên chuột lại nói là Bin là không tốt cho công việc. Ở nhà Bin không làm thế mà bên đây Bin làm. Thì đó là một điều đã thay đổi của cuộc đời rồi. Nên bạn cái gì mà phải buồn. Bin làm đúng công việc, còn cái ai nói gì ra đây. Bin nói thẳng, còn không thì Bin đưa hành trình. Bin thương. Tại sao Bin lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Chuột lắt mệt mỏi chia sẻ những dòng tâm sự trong nhật ký. Mình sai trong công việc vì thiếu kiên quyết và vì tình riêng quá nhiều. Nghĩ cho người, cuối cùng bị người chỉ trích anh em. Có lẽ người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc. Nhân Mã đã nhận định rằng em Bin nhân chuột thân nhau. Thế lúc đầu em Bin không thích em nên chuột thích. Tự nhiên bây giờ em Bin thích. Và cái chuyện hôm bữa trước cãi nhau lại là giống như giọt nước tràn ly để mà hai người để giọt nước tràn ly trong mối quan hệ của anh Bình với anh chuột nữa. Thì tự nhiên sau việc đó giờ anh Bình lại dành tình cảm cho em. Thì nhìn ở bên ngoài nhìn vô á, người ta sẽ nghĩ rằng giống như kiểu là anh Bình đang dựa cái xung đột đó để mà đường đường chính chính tấn công em vậy á. Bin đang hướng hẳn sang mèo con và vô coi như, người, như là chuột lắt là đối thủ đi. Thì bạn ấy hoàn toàn có thể dựa vào những cái chuyện cãi nhau gây lộn thế này để tấn công mèo con một cách đường đường chính chính. Liệu mèo con có thừa nhận cái điểm tốt hay không trong khi ảnh đang bộc lộ một cái thái độ làm cho mọi người rất là khó chịu. Nhìn Bin em lại tưởng tượng ra những cái cậu bé khoảng 3 đến 5 tuổi, tức là khủng hoảng tuổi lên 3. Ở vào một cái giai đoạn mà họ là một cái chủ thể độc tôn. Ở nhà có lẽ là mọi người sẽ phải nghe tiếng nói của anh rất nhiều. Cho nên khi bước vào môi trường có những cái sự gọi là sự cạnh tranh, cái sự so kè, nó rất là rõ ràng là ở trong đây sẽ có nhiều người có tiếng nói được trọng dụng hơn ảnh. Thì ảnh càng ở một cái giai đoạn là muốn khẳng định mình và ảnh càng chống chế lại theo cái bản năng của ảnh là ảnh chưa cần biết đúng hay sai, nhưng mà trước hết là ảnh phải cãi để cho thấy rằng ảnh có cái tôi đó đã. Trẻ lên ba cả nhà tập nói cơ mà, ông bà cha mẹ còn phải nói ngọng cho nó cơ mà. Bố ăn cơm đi trực bước cơ thôi, tức là bố ăn cơm đi cùng với con nhé. Dạ. Thì cả nhà cũng là bố đang chuẩn bị ăn cơm với con đây. Các bạn cứ bộc lộ đi, các bạn cứ thể hiện đi, bởi vì các bạn cũng như tôi, chúng ta còn tuổi trẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Sầu riêng nghĩ rằng Nhân Mã đang có tình cảm với mèo con, trong khi Bin chấp nhận trở thành đối thủ của chuột lắt khi chính thức mở lời tìm hiểu mèo con. Cô nàng vẫn chưa xác định Bin và chuột lắt ai sẽ là người phá bỏ lời thề chỉ yêu thêm lần nữa của mèo con. Mặc dù Đam Ri vẫn chưa thừa nhận cảm xúc với Na Đồng, nhưng Sầu riêng và các bạn đều nhìn thấy mâu thuẫn giữa các thành viên sẽ giải quyết thế nào. Những ngày hoạt động tới sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón xem trong chương trình tuần sau.